Các bạn thấy từ đầu bài học đến giờ chúng ta đã tìm hiểu qua 29 action. Và 29 action này cũng giúp cho chúng ta một phần nào có được những cái nhìn tổng quan nhất về Zenfilter. Tuy nhiên từ đầu Zenfilter đến giờ các bạn thấy chúng ta tìm hiểu các lớp được hỗ trợ sẵn của Zenfilter. Chúng ta hoàn toàn chưa tự xây dựng cho mình một lớp Zenfilter nào cả. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tự xây dựng cho chúng ta một số lớp filter. Và các lớp filter này nó giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề mà chúng ta thường gặp trong công việc. Như vậy tôi sẽ tạo ra thêm một action mới. Chúng ta sẽ copy từ index 29 action này cũng được. Tôi copy và ở đây các bạn thấy chúng ta đến với action thứ 30. Đối với trường hợp của chúng ta, bây giờ tôi sẽ có một bài tập như thế này. Chúng ta có một chuỗi input. Và chuỗi input của chúng ta, các bạn thấy nó sẽ có giá trị như thế này. Khóa học lập trình ZenRamWorks cung cấp những kiến thức căn bản và chuyên sâu về ZenRamWorks. Yêu cầu của bài tập này đó là các bạn hãy tìm kiếm những từ khóa ZenRamWorks nằm trong input. Và khi tìm thấy những từ khóa đó rồi, các bạn tiến hành bổ sung vào các từ khóa này những đường link dẫn đến một website nào đó. Như vậy, khi chúng ta nhận được yêu cầu này thì các bạn thấy chúng ta thử liệt kê lại các lớp filter. Thì rõ ràng không có lớp filter nào được xây dựng sẵn để có thể giải quyết được yêu cầu mà chúng ta đã gặp phải. Do đó chúng ta phải tự xây dựng cho mình một lớp filter để có thể giải quyết được yêu cầu này. Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một lớp filter. Và câu hỏi rằng đó là lớp filter của chúng ta đặt ở đâu? Đối với ZenRamWorks phiên bản 2.0 trở lên thì chúng ta có thể tùy biến đặt vị trí của lớp filter của chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta đặt ở đâu cũng được. Tuy nhiên, để cho chúng ta dễ quản lý cũng như rằng việc tự xây dựng các thư viện của chúng ta sẽ đặt một nơi. Do đó tôi sẽ đặt nó trong folder là vendor. Và chúng ta có một folder đó là ZenVN. Chúng ta sẽ đặt các thư viện của chúng ta trong folder này. Chúng ta sẽ tạo mới một folder nữa nằm trong folder ZenVN, đó là filter. Tiếp tục, chúng ta tạo ra một file PSP. Và file PSP này có tác dụng đó là giải quyết yêu cầu của bài tập. Như vậy, ở đây tôi tạo mới một file PSP. Ví dụ, tôi đặt tên cho nó là AddLink, dùng để thêm một link vào một input nào đó. Như vậy, nội dung của AddLink cần những nội dung gì và cấu trúc class của nó như thế nào? Ở đây, chúng ta có thể tham khảo của các class filter được xây dựng sẵn. Ví dụ, tôi sẽ tham khảo class chin to upper. Class này thì các bạn thấy nó dùng để giải quyết đó là chuyển đổi các văn bản thành dạng chữ in. Đầu tiên, nó khai báo namespace. Như vậy, chúng ta cũng tiến hành khai báo một namespace. Chúng ta nằm trong folder là ZenVN, do đó namespace của chúng ta sẽ có dạng là ZenVN. Tiếp tục đó là filter. Quay lại chin2upper thì các bạn thấy nó khai báo một class chin2upper và nó extend từ abstract Unicode. Ở đây chúng ta không extend từ abstract Unicode mà chúng ta sẽ extend từ một class khác. Ở đây tôi khai báo class của chúng ta trùng với tên của tập tin đó là AddLink. Và ở đây chúng ta sẽ implement nó từ lớp đó là filter. Ở đây chúng ta có một lớp đó là filter interface và chúng ta sẽ implement từ lớp này. Tại sao chúng ta sử dụng từ khóa implement mà không sử dụng từ khóa extend? Bởi vì các bạn thấy filter interface đây là một interface. Do đó muốn kế thừa từ nó, chúng ta phải sử dụng từ khóa là implement. Và các bạn thấy khi chúng ta khai báo class AddLink, lập tức có phần cảnh báo từ editor. Phần cảnh báo này bởi vì chúng ta extend từ một filter interface, hay nói cách khác chúng ta extend từ một interface. Do đó chúng ta phải định nghĩa phương thức trong interface này. Có nghĩa rằng chúng ta phải định nghĩa phương thức filter. Như vậy ở đây chúng ta tiếp tục định nghĩa public function filter. Thì các bạn thấy khi chúng ta định nghĩa phương thức này rồi thì phần thông báo lỗi không còn xuất hiện nữa.
Ở đây chúng ta cũng cần truyền vào một tham số cho nó, đó là value. Sau đó tôi sẽ thử echo ra, đó là value. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại filter controller và chúng ta gọi đến lớp Atlin xem nó có thực hiện được hay không. Như vậy chúng ta sẽ quay lại phần index của chúng ta, đó là index 30. Toàn bộ nội dung này tôi sẽ xóa nó đi. Chúng ta đặt một biến tên là filter, nó sẽ bằng new. Vào thư viện của chúng ta, ở đây là genvn. Vào tiếp đó là filter và tên lớp của chúng ta đó là lớp Atlin. Khi có filter rồi thì chúng ta gọi đến filter và truyền vào đây. Value thì các bạn thấy chính là input. Để kiểm tra thì chúng ta sẽ thử vào index 30. Như vậy ở đây sẽ là index 30. Các bạn thấy chúng ta nhận được một thông báo lỗi. Thông báo lỗi này cho biết rằng last gen vn filter Atlin của chúng ta không tồn tại hay là nó chưa được tìm thấy. Do là vì chúng ta chưa tiến hành khai báo last này. Ở đây để khai báo thì chúng ta đơn giản nhất là tôi vào tập tin index. Tôi vào public và tập tin index của chúng ta. Ở đây các bạn thấy chúng ta tiến hành gọi đến standard autoloader. Auto register genome work thì chúng ta đã khai báo nó là true rồi. Bây giờ tôi sẽ khai báo các namespace. Như vậy ở đây chúng ta đưa vào namespace. Thì các bạn thấy nó sẽ là một array. Tiếp tục chúng ta sẽ đưa các phần tử cho namespace này. Ở đây tôi sử dụng đó là genvn. Và các bạn thấy đường dẫn đến genvn, nó đi từ library path. Tiếp tục nó sẽ vào đó là folder genvn. Và chúng ta sẽ thử refresh lại xem rằng chúng ta đã load được hay chưa. Thì các bạn thấy chúng ta đã load được. Và nó xuất ra kết quả khóa học lập trình genome work. Và kết quả này chính là do chúng ta truyền vào value và chúng ta echo ra value. Bây giờ công việc của chúng ta đó là tìm kiếm một từ khóa nào đó và thay thế nó bằng một link nào đó. Từ khóa và link, đây là giá trị mà người dùng họ có thể truyền vào. Do đó tôi sẽ xây dựng một phương thức construct để nhận hai giá trị này. Ở đây chúng ta sẽ khai báo public function và phương thức construct. Nó sẽ nhận vào hai tham số. Và khi nhận nhiều tham số, chúng ta có thể truyền theo dạng là một option cũng được. Ở đây tôi sẽ để là một option. Như vậy các bạn thấy option này chúng ta sử dụng luôn cho phương thức filter ở phía dưới. Do đó ở đây tôi sẽ tạo ra một thuộc tính cho option. Nó ở trạng thái là rotated và chúng ta có option. Ở đây chúng ta có thể tham khảo ở last gene to upper thì các bạn thấy nó cũng đặt rotated option là một array, thì chúng ta cũng học theo cách đặt của nó. Như vậy ở đây chúng ta có một option, nó cũng là một array. Array này gồm có hai phần tử. Chúng ta sẽ truyền vào hai phần tử. Phần tử đầu tiên đó là phần tử word. Người dùng họ tìm kiếm từ khóa nào. Và phần tử thứ hai đó là link. Từ khóa đó được thay thế bằng đường link nào. Ở đây chúng ta có đó là hai phần tử. Như vậy các bạn thấy ở phương thức construct chúng ta tiến hành khởi tạo giá trị cho hai phần tử này. Ở đây did chúng ta gọi đến option và phần tử đầu tiên đó là phần tử word. Nó sẽ bằng cũng là option phần tử word, chúng ta cũng đưa vào. Và tiếp theo chúng ta sẽ có đó là phần tử link, cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta truyền vào link và ở đây chúng ta truyền vào link. Bây giờ ở phương thức filter này tôi sẽ thử in ra. Đó là did gọi đến option. Như vậy khi chúng ta gọi đến add link thì các bạn thấy chúng ta phải truyền vào option cho nó. Ở đây khi gọi đến add link thì tôi phải truyền vào option. Tôi khai báo một option bằng array và nó có hai phần tử, phần tử word và phần tử link. Tìm kiếm giá trị gì? Thì giá trị chúng ta muốn tìm kiếm đó là giá trị genome word. Và chúng ta thay thế nó bằng đường link nào?
như vậy link ở đây là www.zen.vn chẳng hạn. Tôi thử refresh lại, các bạn thấy chúng ta đã in ra được Word và link. Tuy nhiên lúc này chúng ta có một phần thông báo lỗi ở phương thức contract. Chúng ta tiếp tục kiểm tra lại, chúng ta chưa chuyển vào option, do đó tôi gắn vào đây. Tiếp tục refresh lại thì các bạn thấy chúng ta đã in ra được đó là giá trị Word và giá trị link. Có Word rồi, có link rồi, chúng ta chỉ việc đó là tìm kiếm giá trị Word trong chuỗi này và chúng ta gắn thêm phần link cho nó. Các bạn thấy vấn đề này cũng không khó khăn lắm. Tôi quay lại add link và phương thức filter. Đầu tiên tôi sẽ đặt đó là một button, nó sẽ bằng chúng ta cần tìm kiếm giá trị gì. Ở đây là EMSO. Chúng ta cần tìm kiếm đó là option Word, do đó tôi thực hiện việc nói chuỗi. Các bạn thấy không có gì khó khăn cả. Tiếp theo chúng ta thay thế nó bằng giá trị gì. Như vậy ở đây chúng ta đặt một biến là replacement và nó sẽ bằng, ở đây tôi sẽ thay thế nó thành là một thẻ A. href bằng, đóng thẻ A lại. Tiếp tục href thì các bạn thấy chính là did gọi đến option phần tử link, chúng ta cũng gắn vào đây. Và nội dung nằm trong thẻ A chính là did option phần tử word, chúng ta cũng gắn vào đây. Có word rồi, có button rồi, có replacement rồi, bây giờ chúng ta mới gọi đến phương thức đó là getRelay. Truyền vào button chúng ta đã có, replacement chúng ta đã có, subset chính là biến value. Sau đó chúng ta chỉ việc return về getRelay. Nội dung này chúng ta sẽ bỏ đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại filter controller và ở index 30. Tôi có input, tôi có option filter, tiếp tục output của chúng ta chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy đây là chuỗi ban đầu, khóa học lập trình Zen Word, và ở phía dưới là chuỗi lúc sau. Ở đây chúng ta đã gắn phần link chính xác rồi, tuy nhiên có giá trị đó là cung cấp những kiến thức căn bản và chuyên sâu. Đây là nội dung chúng ta không cần gắn link, tuy nhiên ở đây nó vẫn hiển thị phần link. Tôi thử kiểm tra lại. Chúng ta sẽ vào phương thức add link. Ở filter thì các bạn thấy chúng ta đóng thẻ A đã bị sai. Tôi thử refresh lại. Thì bây giờ các bạn thấy Zen Word có link và Zen Word ở phía cuối nó cũng có link. Chúng ta click phải chọn Embed Element. Thì các bạn thấy Zen Word của chúng ta đã được gắn vào A, href và đường link. Ở phía dưới cũng vậy. Chứng tỏ rằng việc chúng ta xây dựng lớp filter add link đã thành công. Và các bạn thấy việc xây dựng này chúng ta cũng dựa hoàn toàn vào các lớp filter đã được Zen họ xây dựng trước. Chúng ta sẽ dựa vào đó và chúng ta sẽ tự xây dựng cho chúng ta những lớp filter để có thể xử lý những vấn đề trong công việc.